hé lộ tính toán của Đài Loan khi truyền tin bà Pelosi tới thăm tối ngày 2 tháng 8, căng thẳng Mỹ-Trung dâng cao. Thưa quý vị và các bạn, truyền thông Đài Loan hay đúng hơn là quan chức cấp cao nước này đã làm lộ tin bà Pelosi đến Đài Loan vào tối ngày 2 tháng 8. Có lẽ đây là một việc tính toán rất hay của Đài Loan nhằm làm rõ thái độ quyết tâm của Mỹ và sau đó điều chỉnh chính sách của mình. Như chúng ta đã biết, ngày 31 tháng 7, văn phòng chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã tuyên bố xác nhận bà Pelosi sẽ dẫn đầu một phái đoàn gồm 6 nghị sĩ đến khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tuyên bố xác nhận chuyến đi của người đứng đầu Hạ viện Mỹ sẽ tập trung vào vấn đề an ninh chung, quan hệ đối tác kinh tế ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương với các điểm dừng chân tại Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản mà không nêu Đài Loan đây là điểm nóng trong căng thẳng giữa mỹ và trung quốc thời gian gần đây đặc biệt khi bị gặng hỏi thì phía mỹ không thừa nhận hay phủ nhận việc bà pelosi có đến thăm đài loan hay không có phân tích cho rằng kịch bản tốt đẹp nhất chính là sau khi công du bốn nước trong danh sách kể trên thì bà pelosi có thể sẽ bất ngờ đến đài loan với tư cách cá nhân như một giải pháp giảm căng thẳng và các bên đều chấp nhận được bà pelosi vẫn giữ được đúng điều đã hứa Đài Loan cũng thấy được sự an ủi, còn Trung Quốc thì có thể tạm chấp nhận một sự kiện im ắng. Sau đó các bên đều tuyên bố chiến thắng và đạt được mục đích của mình. Thế nhưng khi vừa dừng chân đến Singapore thì phương án bí mật đến Đài Loan của bà Pelosi đã không thành. Chuyện bắt đầu vào ngày mùng 1 tháng 8 khi nữ phóng viên Ting Ting Liu của đài TVBS đã đăng tweet nói dẫn nguồn tin riêng cho biết chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi sẽ đến Đài Loan vào tối ngày mùng 2 tháng 8. Đến tối ngày mùng 1 tháng 8 thì báo chí mỹ đã bắt đầu đi hỏi từ hai phía để tìm hiểu thông tin và cnn cho biết quan chức hàng đầu tại đài loan và phía mỹ đều xác nhận bà pelosi sẽ tới đài loan vào đêm trên đảo ban đầu thì thông tin còn chưa nói về lịch trình nhưng giờ đây thì chuyện đã rõ ràng hơn theo The Financial Times, truyền thông địa phương đã xác nhận Chủ tịch Hạ viện sẽ hạ cánh xuống Đài Bắc vào tối ngày 2 tháng 8 và nghỉ tối tại khách sạn Grand Hyatt. Sau đó vào sáng thứ Tư, bà Pelosi sẽ đến thăm trụ sở lập pháp của Đài Loan, nơi bà sẽ gặp lãnh đạo của hòn đảo, bao gồm cả người đứng đầu là Thái Anh Văn. Quan chức Mỹ nói rằng giới chức quốc phòng nước này đang làm việc không ngừng nghỉ để giám sát hoạt động của quân đội Trung Quốc trong khu vực, cũng như xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn cho bà Pelosi nếu bà ghé thăm đảo Đài Loan. Có thể thấy nếu bà Pelosi âm thầm đổ bộ xuống Đài Loan vào tối nay thì Trung Quốc có thể tỏ ý vô cùng tức giận, nhưng cũng thấy Mỹ chịu xuống nước đến trong im lặng, coi như cũng là nể nhau. Nhưng việc người Đài Loan bắn tin ra rõ ràng còn lộ luôn chuyện sẽ đến, phát biểu tại trụ sở lập pháp của Đài Loan, gặp gỡ nhà lãnh đạo Thái Anh Văn thì đó là điều thách thức đến Trung Quốc. Trước đó Trung Quốc đã chót tuyên bố sẽ dùng những biện pháp căng thẳng nhất để ngăn cản chuyến đi này ngay trước khi tin về lịch trình của bà pelosi bị truyền thông đài loan lộ ra thì người phát ngôn của bộ ngoại giao trung quốc đã nói rằng phía trung quốc đã nhiều lần nói rõ với phía hoa kỳ mối quan tâm nghiêm túc của chúng tôi đối với chuyến thăm tiềm năng của chủ tịch hạ viện pelosi tới đài loan và sự phản đối kiên quyết của chúng tôi đối với chuyến thăm này chúng tôi nhấn mạnh rằng chuyến thăm như vậy sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhấn mạnh với Tổng thống Joe Biden trong cuộc điện đàm, lập trường của chính phủ và nhân dân Trung Quốc đối với vấn đề Đài Loan là nhất quán và kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia của Trung Quốc, là ý chí kiên định của hơn 1,4 tỷ người Trung Quốc. Dư luận không thể bất chấp, những người chơi với lửa sẽ bị giết bởi nó. Chúng tôi tin rằng phía Hoa Kỳ hoàn toàn nhận thức được thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ của Trung Quốc. Chúng tôi đang theo sát hành trình của Chủ tịch Hạ viện Pelosi. Chuyến thăm Đài Loan của bà sẽ tạo nên sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc, phá hoại nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, cố ý tra đạp nguyên tắc một Trung Quốc, đe dọa lớn đến hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan, phá hoại nghiêm trọng quan hệ Trung-Mỹ và dẫn đến một tình huống rất nghiêm trọng và hậu quả nghiêm trọng. Vì sao quan chức cấp cao Mỹ ít thăm Đài Loan? Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi sẽ đến Đài Loan Trung Quốc vào ngày 2 tháng 8, trong chuyến thăm chính thức cấp cao nhất của một quan chức Mỹ tới hòn đảo này. Nếu kế hoạch chuyến thăm Đài Loan Trung Quốc của Chủ tịch Hạ viện Mỹ diễn ra theo đúng kế hoạch vào ngày 2 tháng 8, bà Pelosi sẽ là quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến thăm hòn đảo này trong hơn 25 năm qua. Theo nguồn tin am hiểu về vấn đề, bà Pelosi dự kiến sẽ đến thăm Đài Loan Trung Quốc, nhưng kế hoạch này có thể thay đổi vào phút chót. Chủ tịch Hạ viện Mỹ bắt đầu chuyến công du châu Á vào ngày 31 tháng 7, với điểm dừng chân đầu tiên là Singapore và các địa điểm tiếp theo sẽ là Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản, nhưng không đề cập đến Đài Loan, Trung Quốc có trong hành trình hay không. Tuy nhiên, Trung Quốc đã phản ứng trước các báo cáo về chuyến thăm Đài Loan, Trung Quốc của bà Pelosi rằng sẽ có những hành động đáp trả, Mỹ ban đầu công nhận chính phủ ở Đài Loan là chính phủ của Trung Quốc, nhưng sau khi Mỹ và Trung Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1979, mối quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan đã bước vào một thời kỳ lấp lửng về mặt ngoại giao kéo dài hàng thập kỷ. Mỹ và Đài Loan Trung Quốc đã cư xử như những đồng minh, nhưng cả hai bên đều không duy trì một đại sứ quán chính thức ở thủ đô của các bên còn lại. Các tổng thống Mỹ từ lâu đã tránh tiếp xúc với những người đồng cấp Đài Loan, thậm chí là qua các cuộc điện đàm để tránh làm Trung Quốc tức giận. Các quan chức cấp cao của Mỹ thường hiếm khi có chuyến thăm Đài Loan, Trung Quốc. Quan chức cấp cao Mỹ đến thăm Đài Loan lần gần đây nhất là Chủ tịch Hạ viện Ned Gillick vào năm 1997. Lý do Mỹ và Đài Loan không có quan hệ ngoại giao. Tổng thống Mỹ duy nhất từng đến thăm Đài Loan, Trung Quốc là ông Brian Eisenhower, người đã gặp tưởng giới thạch tại Đài Bắc vào năm 1960. Vào năm 1971, sau khi mất ghế tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và được Trung Quốc thay thế, Đài Loan dần mất đi sự công nhận về mặt ngoại giao trên toàn thế giới. Vào năm 1979, Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Kể từ đó, Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan và hoạt động theo chính sách một Trung Quốc. Mặc dù Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, Trung Quốc, nhưng hai bên vẫn có những mối quan hệ về nhiều mặt. Cũng năm 1979, khi quan hệ với Trung Quốc được thiết lập, cựu tổng thống mỹ jimmy carter đã ký đạo luật quan hệ đài loan trong đó đặt ra một loạt các điều khoản cho mối quan hệ không chính thức mỹ và đài loan trung quốc có mối quan hệ mạnh mẽ về kinh tế và quân sự mỹ sẽ cung cấp cho đài loan các thiết bị quân sự và dịch vụ quốc phòng với số lượng cần thiết nhằm giúp đài loan duy trì khả năng tự vệ đạo luật quan hệ đài loan nêu rõ trên thực tế cả hai bên đều duy trì nhiệm vụ ngoại giao mỹ đã thành lập viện hoa kỳ tại đài loan nhằm hỗ trợ và bảo vệ lợi ích của washington tại đài bắc một cách không chính thức trong khi đó đài loan đã thành lập văn phòng kinh tế và văn hóa đài bắc tại khu vực công viên keverland của washington các nhà lập pháp mỹ từng đến thăm đài loan các nhà lập pháp Mỹ đã có chuyến thăm thường kỳ đến Đài Loan. Trong những tháng gần đây, đã có một số chuyến thăm quan trọng tại Đài Loan với sự tham gia của thượng nghị sĩ Rick Scott và thượng nghị sĩ Tammy Duckworth. Một phái đoàn nhỏ của các nhà lập pháp lưỡng đảng bao gồm chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Robert Menendez đã thực hiện một chuyến đi không báo trước đến Đài Bắc vào tháng 4. Những chuyến thăm như vậy thường vấp phải sự chỉ trích và phản đối kịch liệt của giới chức Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo Đài Loan cũng từng đến thăm Mỹ Bà Thái Anh Văn thăm Mỹ vào năm 2019 khi trên đường đến Caribe, vào thời điểm dừng chân ở New York và Denver, bất chấp việc Trung Quốc phản đối động thái này. Nếu chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ diễn ra theo đúng kế hoạch, bà Pelosi sẽ là quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến thăm hòn đảo này trong hơn 25 năm qua, sau chuyến thăm của ông Gingrich vào năm 1997. Đài Loan và Mỹ đang xích lại gần nhau. Washington Post dẫn nhận định rằng Mỹ và Đài Loan, Trung Quốc dường như xích lại gần nhau khi mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh xảy ra căng thẳng. Vào tháng 11 năm 2016, ông Donald Trump khi ấy là Tổng thống đắc cử đã có cuộc điện đàm với bà Thái Văn Anh sau hàng thập kỷ tồn tại khoảng cách ngoại giao được kiểm soát chặt chẽ giữa hai bên. Vào năm 2018, cựu Tổng thống Trump đã ký đạo luật du lịch Đài Loan nhằm khuyến khích nhiều cuộc gặp chính thức hơn nữa giữa các quan chức Đài Loan, Trung Quốc và các đối tác Mỹ Hai năm sau, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Aiza đã đến thăm Đài Loan, Trung Quốc trong chuyến thăm cấp cao nhất tới đảo quốc này, một thành viên nội các từ năm 1979. Trong những ngày cuối cùng của chính quyền Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã dỡ bỏ các quy tắc tự áp đặt của chính phủ Mỹ đối với việc cấm tương tác giữa các nhà ngoại giao Mỹ và Đài Loan, Trung Quốc. Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ tìm cách gây áp lực với Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã không thay đổi những biện pháp trên Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Biden đã nhiều lần gợi ý rằng Mỹ sẽ viện trợ quân sự cho Đài Loan nếu Trung Quốc tấn công hòn đảo này. Trung Quốc phản ứng sao trước chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi? Trung Quốc vốn không chấp nhận bất kỳ cuộc gặp chính thức nào giữa Mỹ và Đài Loan đã kiên quyết phản đối việc bà Pelosi thăm Đài Loan. Nếu bà Pelosi quyết thăm Đài Loan, Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết hôm 1 tháng 8. Ông Triệu Lập Kiên cho rằng bà Pelosi là nhân vật số 3 của chính phủ Mỹ, nên chuyến thăm Đài Loan của bà rất nhạy cảm và dù bà đến Đài Loan vào thời điểm nào hoặc bằng cách nào đều sẽ phá hoại nghiêm trọng quan hệ Mỹ Trung và gây ra các tác động chính trị tồi tệ. Trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Biden vào tuần trước, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng cảnh báo Mỹ không can thiệp vào hòn đảo này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi cho biết quân đội Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài. Trong khi đó, nhà trắng đã lên tiếng nhằm xoa dịu tình hình. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Jones Kirby tuần trước nói rằng không có lý do gì để Mỹ và Trung Quốc phải đối đầu nếu bà Pelosi quyết định đến thăm Đài Loan. Ông Kirby nói thêm rằng không có thay đổi nào trong chính sách của Mỹ liên quan đến Trung Quốc.